Vâng, thưa các anh chị, chúng ta sau khi mà hiểu hết các quy luật rồi ấy, thì bây giờ chúng ta sang đến cái bài mà xây dựng cái bản đồ phát triển sự nghiệp cho con. Thì thưa các anh chị, là một trong những cái yếu tố chết người mà chúng ta bị định kiến xã hội bơm vào trong đầu chúng ta ấy, là con phải làm đúng nghề. Thưa các anh chị, thực ra mà nói thì những người làm đúng nghề thì lại là những người làm nhân viên. Từ đấy ví dụ như là nếu học kế toán thì anh chỉ làm nhân viên kế toán thôi. Nhưng mà đã lên đến trưởng phòng kế toán rồi thì anh còn phải học rất nhiều các kỹ năng, ví dụ kỹ năng điều khiển con người, hiểu về con người, hiểu về tài chính. Ví dụ anh làm nhân sự thì anh lại hiểu về con người, nhưng anh cũng phải biết tài chính, phải biết tiền bạc. Ví dụ như mình là kỹ năng làm cha thôi, thì làm cha không thể nào có mỗi tiền nuôi con được, mà làm cha phải có cả những cái kỹ năng dạy con cơ mà. Như vậy là đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi phải làm đúng nghề, mà điều quan trọng nhất là tôi học đúng thứ mà tôi cần và tôi làm đúng vị trí thôi. Vậy thì bây giờ tóm lại là Tuấn muốn make toàn bộ cái, xây dựng toàn bộ cái bản đồ phát triển sự nghiệp cho con. Thì bao giờ các cái bước mà các anh chị phải triển khai ấy, là bao giờ cũng đến cái bước đầu tiên là các anh chị phải xác định cái hình ảnh của con trong tương lai, tức là tương lai anh chị muốn. Và đây là hình ảnh này là nó nói đến vấn đề gì ạ? Nói đến vấn đề cuộc sống. Anh muốn nó nhiều tiền nhưng bất hạnh, hay anh muốn nó vừa tiền thôi nhưng nó hạnh phúc? Anh muốn nó làm một cái nghề mà anh thích nhưng con nó không thích thì nó rất là bấn loạn. Vậy thì vấn đề là anh phải xác định là cái cảm xúc của cuộc sống của nó như thế nào, chứ không phải là chúng ta đặt vấn đề là nó học cái gì và kiếm được bao nhiêu tiền, mà chúng ta phải make ra toàn bộ cuộc sống của nó là nó có được sống hạnh phúc không, nó có được an lạc không, nó có trí tuệ hay không. Thì cái điều đó nó mới là quan trọng, chứ không phải quan trọng là cái vấn đề là học cái gì. Vậy thì ở đây là chúng ta make cho nó là vấn đề cuộc sống của nó. Chúng ta make cho nó cái cuộc sống, tạo ra cho nó cái cuộc sống, xây dựng cái hình ảnh cuộc sống cho con. Nhưng mà để thỏa mãn cái cuộc sống này, tôi lấy ví dụ, con phải sống hạnh phúc, con cần phải có thời gian, con phải cần có tiền bạc, con phải là người mà gì ạ, được nhiều người yêu quý, thì bây giờ nó mới xác định được cái, đến đây nó mới ra được vị trí làm việc. Tôi lấy ví dụ, bảo con muốn giàu có, tức là con phải có 10 tỷ chẳng hạn. Xây dựng cái cuộc sống cho con là về mặt vật chất nó có 10 tỷ. Mà bảo là 10 tỷ mà làm vị trí nhân viên thì làm sao mà làm được? Làm sao có 10 tỷ? Vậy thì ở đây là vị trí làm việc, mày là tổng giám đốc, hay là mày là chủ tịch một cái công ty, hay là mày là ai? Nếu như cái vị trí này mà bất khả thi thì làm sao mày có cuộc sống như thế này được? Ví dụ bây giờ bảo bác nông dân là làm cái nghề mà trồng lúa, mà trồng hai sào lúa thôi, mà bảo là bác ấy make một cái cuộc sống của bác là bác phải dùng hàng hiệu, bác phải đi xe ô tô, thì chuyện đấy là không thể. Vậy thì gắn với cuộc sống này là gì ạ? Vị trí làm việc. Không có vị trí làm việc này thì nơi đâu có cuộc sống này. Mà nếu muốn có vị trí làm việc này thì bắt đầu anh phải xác định là anh phải học cái gì ạ? Kỹ năng gì? Nó có N kỹ năng. Thì trong các cái kỹ năng thì nó có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng hiểu biết về con người để sống chung đấy, rồi kỹ năng về hiểu biết về tiền bạc, rồi kỹ năng hiểu biết về gì ạ, pháp lý, rồi kỹ năng hiểu biết về vận hành, vân vân. Nó có rất nhiều các cái kỹ năng trong này thì anh mới làm được tổng giám đốc. Chứ còn nếu mà tổng giám đốc mà giống như kiểu ngồi lên cái bàn mà nó có một chân thì cái bàn nó đổ uềnh ra ngay. Vậy thì tối thiểu mà anh muốn ngồi lên cái mặt bàn thì anh phải hiểu cái bàn nó phải có ba chân trở lên thì ngồi nó mới vững được chứ. Vậy thì anh muốn làm vị trí tổng giám đốc chẳng hạn thì anh cần những cái kỹ năng gì? Nhưng có trường nào mà dạy cho con mình tất cả các kỹ năng không? Thì xin thưa là không. Mà chỉ vào doanh nghiệp xong bằng trải nghiệm cuộc sống của nó thì nó mới ra bằng này cái kỹ năng thì nó mới lên được tổng giám đốc. Cũng giống như các anh chị bây giờ, các anh chị đang là lãnh đạo một doanh nghiệp thôi,
Thì có phải là từ đầu anh chị vào có khi là chỉ làm nhân viên bán hàng thôi chứ, chứ làm gì làm tổng giám đốc. Nhưng mà từ nhân viên bán hàng lên trưởng phòng, xong lên tổng giám đốc thì mình mới biết thêm về tài chính, biết thêm về pháp lý, biết thêm về cơ sở vật chất, biết thêm về về con người chứ, dùng người chứ. Chứ làm sao anh chị biết ngay. Vậy thì vấn đề là nó cần có kỹ năng gì, và muốn có cái kỹ năng này thì phải xác định là doanh nghiệp nào họ sẽ gì bổ sung cho con mình những cái thứ này, nó có cái môi trường để con mình thăng tiến và học tập, hoặc là con mình phải học thêm cái gì thì nó mới lên được vị trí tổng giám đốc. Vậy thì make được toàn bộ gì ạ? Xây dựng được toàn bộ cái kỹ năng này cơ thì mới lên được vị trí tổng giám đốc. Nhưng mà muốn có được bằng này cái kỹ năng thì bắt buộc phải bước chân vào doanh nghiệp đã. Vì vậy muốn bước vào doanh nghiệp thì chúng phải có nghề. À vậy thì bước chân vào doanh nghiệp phải có nghề, nhưng vào doanh nghiệp làm đúng nghề. Nhưng đúng nghề một thời gian thì ông phải làm đúng vị trí. Mà làm đúng vị trí thì nó mới có gì ạ? Sống đúng ước mơ được. Mà muốn có cái nghề này rồi, xác định cái chọn đúng nghề thì ông phải tìm được cái môi trường gì ạ? Môi trường huấn luyện. Mà nếu môi trường huấn luyện chuẩn thì ông mới làm được việc cái nghề này thì người ta mới nhận. Bởi vì bây giờ nó không phải thời kỳ bao cấp, mà thời kỳ bây giờ người ta không nhìn bằng cấp nữa, mà người ta nhìn vào cái gì ạ? Ông làm được gì? Ví dụ tôi là chủ tịch một tập đoàn thì bây giờ là nhân viên của tôi là tôi không bao giờ tôi biết nó tốt nghiệp trường gì, và tôi chỉ biết nó làm được cái gì thôi và tôi trả tiền, chứ không phải là tôi cần nó là bằng gì. Ví dụ như các anh chị mời nhân sự về nó làm việc tôi, thì bây giờ ví dụ như là mình là tư nhân, các anh chị mời một đồng chí về xới vườn thì có bằng giáo sư mà không xới được vườn anh chị không trả tiền mà. Vậy thì bây giờ nó không phải là bằng cấp, mà bây giờ là anh làm được gì đấy. Vậy thì anh phải có cái môi trường huấn luyện để anh làm được, thì cái này nó gọi là trường nghề. Mà muốn tìm hiểu được trường nghề thì anh phải bước chân được vào trường nghề đã. Tôi lấy ví dụ như là muốn vào được trường nghề học về nghề kinh doanh thì đối với kinh tế quốc dân là phải thi toán linh hóa, đối với ngoại thương là phải gì ạ? Toán văn ngoại ngữ hoặc là toán linh hóa. Vào đại học thương mại thì là toán linh hóa ấy. Nhưng ví dụ vào trường doanh nhân của bọn tôi thì là bọn tôi phải phỏng vấn khát vọng và cái tư duy logic, tư duy hệ thống có hay không thì bọn tôi mới nhận, chứ bọn tôi lại không quan tâm đến toán linh hóa. Vậy thì mỗi một trường nó có cái tiêu chí tuyển khác nhau, cho nên các anh chị phải xác định là vào cái môi trường nào, cái trường nghề nào để dạy cho được cái này. Và nếu xác định vào được cái trường nghề này thì mình phải học môn gì, đấy là cấp gì ạ? Cấp 3, tiêu chuẩn căn bản. Thế còn 6 cái module kia là phải tự rèn luyện. Nếu trường cấp 3 nào không rèn luyện 6 module kia thì vứt đi. Đấy, xong bắt đầu là từ cấp 2 phải xác định là vào trường cấp 3 nào mà họ rèn luyện cho cả 7 module. Tức là vừa gì ạ? Hiểu biết quy luật cuộc sống, vừa hiểu biết cuộc đời, vừa hiểu về tài chính, vừa hiểu thế nào là người tử tế, vân vân. Thì bắt đầu chú ý chui được vào cái gì ạ? Vào cái trường nghề. Vào trường nghề thì trường nghề nó chỉ dạy cho chuyên môn thôi, còn cái đời sống của mình là mình phải tự lo, những cái quy luật của đời sống mình phải tự cập nhật. Xong mới lên được vào trường nghề, à mới vào được doanh nghiệp. Vào được doanh nghiệp thì mới lên được vị trí, mới ra được cuộc sống. Rồi cuối cùng là ông phải xác định. Vậy thì bằng này việc mà chúng ta phải xác định này, từ dưới lên trên này. Nếu mà nguyên tắc thì làm từ trên xuống dưới, hoạch định ấy thì hoạch định từ trên xuống dưới. Một, con muốn cuộc sống của con sau này như thế nào. Hai, muốn cuộc sống như vậy thì bố hỏi mày phải làm vị trí gì. Đấy, mà ví dụ mày chỉ làm nhân viên thôi mà mày đòi cuộc sống mà trở thành đại gia nó không có. Đấy, làm vị trí gì, mà muốn làm vị trí đấy thì con cần phải chuẩn bị những học những cái kỹ năng gì, khung năng lực gì. Mà muốn học được khung năng lực này thì con phải làm ở môi trường nào, doanh nghiệp nào người ta phải trao cho con cái đó. Mà nếu mà vào được doanh nghiệp này thì con phải có được cái nghề nào. Mà có được cái nghề này rồi thì phải làm được việc thì họ người ta mới nhận. Mà làm được việc rồi thì con phải học ở đâu thì mới làm được việc. Mà nếu học ở đâu mới làm được việc thì bắt đầu con phải cấp 3, con phải xác định là con đường để con vào trường đấy. Và cấp 2 thì con phải xác định vào trường cấp 3 nào. Vì vậy khi hoạch định với con là hoạch định từ trên xuống dưới. Nhưng vận hành bố con thì để vận hành gì ạ? Từ dưới lên trên, từng bước, từng bước, từng bước. Nó đúng như trong doanh nghiệp các anh chị. Trong doanh nghiệp cũng vậy, là đặt mục tiêu của năm. Khi hoạch định thì người ta đặt mục tiêu của năm, xong về mục tiêu của tháng, xong về mục tiêu của tuần, xong về mục tiêu của ngày. Nhưng khi làm thì phải làm từng từng ngày mới làm ngược trở lên được. Cho nên bao giờ nó có hai vòng lượt đi lượt về như đá bóng ấy. Đấy, thì các anh chị hình dung như vậy. Thì đây là phải xây dựng bản đồ cho con. Thì đây tôi chia sẻ về mặt tư duy thôi. Còn chúng ta sẽ quay sang cái phần công cụ sẽ chi tiết hơn để các anh chị dễ hình dung và thảo luận. Mời các anh chị.